Ô bà. Cho anh gì cả đâu. Đang có mặt tại km 0 Hà Giang. Cũng ngược lại. Là một địa danh không thể bỏ lỡ cho du khách khi đến thăm Hà Giang. Đây, hai mẹ con chụp hình. Cột mốc được xây dựng và có ghi tiếng Trung, được xây dựng từ năm 1891. Cột chuẩn quốc gia 104.499 mét. Cột mốc được làm bằng đá với có lối lên từ 4 mặt tại vườn hoa trung tâm của thành phố Hà Giang. Ở kia bên là cột mốc truyền thống. Cái ghế với nhau kiểu đi. Khu vực vườn hoa trung tâm quảng trường. Và kế bên có tượng đài quảng trường. Đây là con đường Nguyễn Trãi với quảng trường trung tâm. Tượng đài có thể hiện hình ảnh của Hồ cùng với các cư dân đồng bào dân tộc nơi đây, và kế bên với ngọn núi ở phía sau lồng đèn. Chúng ta lại trở lại với khu vực quảng trường vào thời khắc đêm để trải nghiệm cái không gian văn hóa của người dân thành phố Hà Giang. Khu vực này đêm rất là sầm uất với rất nhiều các cái hoạt động vui chơi ở quảng trường này. Núi gì đẹp gì đúng không? Vâng, rất đẹp. À, thực sự là không có khác biệt nhiều so với các cái khu vực đồng bằng. Quảng trường này thì không quá lớn, với cấu tạo các cái con đường và các cái ô cỏ. Phong cách cũng khá giống với trường Ba Đình ở Hà Nội. Tuy nhiên quy mô bé hơn, phục vụ cho cư dân địa phương tham gia các hoạt động chơi. Khu vực của km số 0 thì nằm ở góc đối diện bên kia. Và hồi chiều chúng ta đã được giới thiệu về không gian cột mốc số 0. Tôi sẽ tiến về phía gần hơn của cái tượng đài. Tượng đài thì thể hiện hình ảnh của Hồ cùng với người dân cộng đồng các dân tộc vùng cao bằng đá. Thank you.
tòa nhà trung tâm của Ủy ban nhân tỉnh vuông góc với quảng trường này và đối diện với km số 0. Các bạn cũng tiến qua phía đường đối diện nơi có km số 0 vào buổi đêm. Rất nhiều các cái hoạt động vui chơi cho trẻ em diễn ra vào buổi tối. Với địa hình cạnh dòng sông Lô, trung tâm của thành phố Hà Giang, và buổi đêm rất là lung linh và huyền ảo. Rất nhiều không gian nhà hàng và quán xá phục vụ cho các người dân địa phương cũng như là khách du lịch. Đâu? Đây tôi phát hiện ra là trên cái thảm cây này có một cái dọc không lan nở hoa rất đẹp, rất tuyệt vời. Khu vực này có những cây rất lớn, xanh mát và bố trí những cái vườn tượng điêu khắc ở đây. Không gian mang đậm dấu ấn nghệ thuật và hình ảnh quen thuộc của cái km cột mốc số 0 này. Buổi đêm sẽ được trang hoàng bằng ánh đèn màu rất là lung linh như thế nào. Đây là cái cột mốc nguyên bản. Và tòa nhà này chính là tòa nhà Ủy ban nhân dân thành phố, xin lỗi, Ủy ban nhân dân của tỉnh Hà Giang. Khu vực vườn hoa thì được bố trí nhiều cái vườn tượng điêu khắc cùng các cái lối đi đường lát đá. Trước mặt đây là dòng sông Lô rồi. Các cái nhà hàng nổi được xây dựng ngay trên lòng sông. Ở đây, vị trí này thì sông chảy rất là xiết. Ở đây, nhà Bùi xin kết thúc video giới thiệu về quảng trường trung tâm và cột mốc km số 0 của thành phố Hà Giang. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các video tiếp theo. Các bạn nhớ đăng ký kênh để đón xem hành trình tiếp theo của team nhà Vui giới thiệu về Hà Giang, nơi những cái địa danh rất là nổi tiếng. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các video clip lần sau.